Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Bây giờ mình lại tiếp tục live. Mỗi lần mình về Mỹ Tho các bạn là mình rất thích ghé ăn cái bún riêu ở cái quán này. Bún riêu ở quán này bán nước là bình dân các bạn, 25.000 thôi, ăn đã luôn, ăn rất là ngon. Có 25.000 bạn thấy ở cuộc sống ở Việt Nam 25.000 thôi, đâu cần phải qua Mỹ để ăn cơm phở mười mấy 20 đô. Các bạn thấy đời sống ở Việt Nam, những cái dân lao động phổ thông họ họ sống nói chung là không đến nỗi phải quá ư là sống đến nỗi mà phải vô trong rừng trong suối đời phải không có nơi ở. Cuộc sống ở ở bên Mỹ, cái người dân lao động phổ thông họ phụ thuộc vào, họ sống họ bị lệ thuộc vào cái phúc lợi xã hội, cho nên khi họ gặp những cái sa cơ thất thế trong cái cuộc đời của họ là họ bị bế tắc. Còn ở Việt Nam các bạn thấy người dân lao động phổ thông họ vẫn đứng trên đôi chân của họ và họ tìm đủ mọi cách để họ mưu sinh. Họ có thể đi bán vé số, các bạn thấy người đi bán vé số kiếm ngày 200-300 ngàn thì họ cũng có thể họ ăn, các bạn một buổi ăn có 25.000 tô bún riêu như thế này, có nhiều chỗ bán mười mấy 20 ngàn cũng có, chưa được đô, cái này hơn đô 23 ngàn này, các bạn thấy cũng sống. Việt Nam nói chung thì đời sống nó thấp, còn đi ra hải ngoại thì cái đồng đô la xách về Việt Nam thì nó chỉ có cái giá trị ở Việt Nam thôi, chứ đồng đô la mà tiêu xài ở đất Mỹ thì nó đâu cũng vô đó, thì khi nó còn thiếu hụt nữa. Chứ không phải như các bạn nghĩ đâu, nó cũng đơn chiếc thôi, chỉ có cái tụi chống cộng mấy cái đám mà tổ chức chống cộng ở hải ngoại nó xuyên tạc rồi nó cho nhiều người những cái bánh vẽ rồi nó làm cho người ta mơ tưởng, rồi nó kích động những cái tiêu cực của xã hội Việt Nam, rồi nó làm cho người ta mù quáng mấy cái tổ chức của Việt Tân đồ, mấy cái đám chống cộng ô hợp ở hải ngoại, cờ vàng cờ chó đồ, tụi nó tôi nói chị các bạn mấy chục năm nay tôi chửi đi nói vẫn vậy, có nào ra hồn dí gì đâu, lên mạng thì trên răng dưới dái mà hàng nào cũng đòi đòi phục quốc, rồi nào là thay đổi chế độ, rồi tùm lum, ngồi thấy Việt Nam là bướng bóc xuyên tạc chống phá. Thôi mình ăn tô bún riêu đây, mình đi mình về, về mỗi lần về Mỹ Tho cũng có nhiều cái lạ lắm, mình đi thôi vài tháng về là sự thay đổi rất là lớn, cuộc sống của người dân nó càng lúc nó càng khấm khá lên, những người lao động, dân lao động Việt Nam họ họ phấn đấu kia rất lắm. Ở Việt Nam tôi thấy họ có cơ hội là họ vươn không ngừng, vươn lên không ngừng, họ làm việc của mình. Tôi một lần nữa xin chào quý ông bà chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.